Thực hiện chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển, những năm qua, cán bộ chiến sĩ vùng 5 Hải quân với vai trò là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, lực lượng Hải quân đã ngày đêm có mặt trên các vùng biển đảo của Tổ quốc. Ngoài việc bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền biển đảo, thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, lực lượng Hải quân còn hỗ trợ bảo vệ các hoạt động kinh tế, giữ vững ổn định trên các vùng biển đảo, giúp ngư dân yên tâm bám biển. Trong ngày 19 và 21 tháng 4, tại vùng biển giáp danh Việt Nam-Thái Lan, Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã tổ chức chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 43. Đặc biệt trong chuyến tuần tra chung lần này, hai bên đã tăng cường kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động nghề cá bất hợp pháp, cũng như tuyên truyền pháp luật cho hàng chục tàu cá của ngư dân đang khai thác hải sản, không xâm phạm đến vùng biển của nước khác. Được Hải quân dùng năm thông tin về tọa độ ranh giới biển và tuyên truyền phổ biến pháp luật, chúng tôi đã biết được những vùng biển được phép đánh bắt. Vì vậy, chúng tôi cảm thấy tự tin, yên tâm hơn khi khai thác thủy sản, nhất là ở những vùng biển xa bờ. Không chỉ tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, cán bộ chiến sĩ vùng 5 Hải quân còn tận tình hướng dẫn bà con cách liên lạc với các cơ quan chức năng khi tàu gặp sự cố, cách đối phó khi tàu thuyền nước ngoài chấn áp hay xử lý tình huống khi phát hiện tàu lạ đánh bắt hải sản trái phép ở ngư trường của ta. Khi ra khơi, gặp các tàu hải quân đang thực hiện nhiệm vụ trên biển, chúng tôi cảm thấy rất an tâm, bởi vì khi cần hỗ trợ về y tế hay nước ngọt, khắc phục sự cố hay hỏng hóc trên tàu, chúng tôi đều được các anh giúp đỡ tận tình, chu đáo, miễn phí và kịp thời. Chúng tôi tiếp tục công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho ngư dân và đặc biệt là thực hiện có hiệu quả cái chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển. Đồng hành cùng ngư dân, giúp ngư dân khai thác hải sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật là những việc làm thiết thực đã và đang được Hải quân Nhân dân Việt Nam triển khai sâu rộng với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả, góp phần duy trì an ninh trật tự và giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển.